cửa. Ngoại trưởng Trung Quốc chỉ trích Mỹ, bảo vệ Triều Tiên ngay tại Hàn Quốc. 15 tháng 9 năm 2021. Ngoại trưởng Singapore nói, cạnh tranh Mỹ-Trung gây bất an, ông Vương Nghị nói gì? Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. Phát biểu ngày 15 tháng 9, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị lên án liên minh tình báo ngũ nhãn FBI là tàn tích của chiến tranh lạnh, đồng thời phản đối Mỹ lôi kéo các quốc gia khác như Hàn Quốc vào mạng lưới này. Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị trái, và Ngoại trưởng Hàn Quốc Trung ơi Yong Ảnh, Yon Hap. Theo tuần báo Nikkei Asia, ông Vương đã trả lời báo giới sau cuộc họp với người đồng cấp phía Hàn Quốc ông Trung ơi Yong trong hôm nay 15 tháng 9. Tại cuộc họp báo, một phóng viên hỏi Ngoại trưởng Trung Quốc nghĩ gì về khả năng Hàn Quốc tham gia ngũ nhãn như nội dung nêu trong dự luật ở Mỹ. Đáp lại, ông Vương tuyên bố liên minh này hoàn toàn là sản phẩm của chiến tranh lạnh và nó đã lỗi thời. Hiện nay, các thành viên của liên minh tình báo ngũ nhãn gồm Mỹ, Anh, Canada, Úc và New Zealand. Dự luật ở Mỹ đề xuất chính phủ xem xét, mở rộng mạng lưới chia sẻ thông tin tình báo cùng Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ và Đức. Trước khi đến Hàn Quốc, ông Vương đã thăm Việt Nam, Campuchia và Singapore. Chuyến công du của ông diễn ra trong bối cảnh Mỹ và Trung Quốc đang cạnh tranh ảnh hưởng tại khu vực này. Theo Nikkei Asia, ông Vương và ông Trung đã thảo luận về nhiều vấn đề khác nhau, trong đó có chương trình hạt nhân của Triều Tiên. Triều Tiên đã bắn hai tên lửa đạn đạo chưa xác định được chủng loại từ bệ phóng nằm sâu trong đất liền ra biển Nhật Bản, trong lúc ông Vương đang ở Seoul. Mỹ và Nhật Bản sau đó lên tiếng chỉ trích, cho rằng cuộc thử nghiệm tên lửa của Triều Tiên đe dọa sự ổn định trong khu vực. Hàn Quốc cho biết đang xem xét sự việc này. Nói về sự kiện trên, Ngoại trưởng Trung Quốc cho rằng Triều Tiên không phải quốc gia duy nhất có các động thái quân sự. Tất cả chúng ta nên nỗ lực hướng tới việc nối lại các cuộc đàm phán, ông Vương nói. Ông Vương Nghị đang thăm Hàn Quốc, Triều Tiên bất ngờ bắn hai tên lửa đạn đạo ra biển. Lịch thi đấu World Cup Futsal, thứ 9 2021 của The Tee Việt Nam, chờ đấu CSS. 13 tháng 9 năm 2021, 15:56. Lịch thi đấu FIFA Futsal World Cup 2021 cập nhật lịch thi đấu của The Tee Futsal Việt Nam ở vòng chung kết FIFA Futsal World Cup 2021 nhanh và chính xác. Điều kiện để The Tee Việt Nam đi tiếp ở Futsal World Cup 2021 thắng nghẹt thở Panama, The Tee Futsal Việt Nam thắp lên cơ hội đi tiếp highlight Futsal Việt Nam 3-2 Panama chiến thắng đau tim. Lịch thi đấu bảng D vòng chung kết World Cup Futsal 2021 của The Tee Futsal Việt Nam. Nga ý giờ đội tỷ số đội trực tiếp 13-9-22-H00 Panama 15 CSS Xem video 14-9-00-H00 Việt Nam 19 Brazil Xem video 16-9-22-H00 Panama 2-3 Việt Nam Xem video 17-9-00-H00 Brazil 4-0 CSC CVTV 619-922-H00 CSS Việt Nam MVTV 619-922-H00 Panama Brazil VTV 5 FIFA Futsal World Cup 2021 diễn ra từ ngày 12 tháng 9 đến 3 tháng 10 năm 2021 tại Lithuania. Đây là kỳ World Cup Futsal lần thứ 9 trong lịch sử và là lần thứ 21 kỳ Futsal World Cup được tổ chức tại châu Âu, sau Tây Ban Nha 1996. The Tee Futsal Việt Nam xuất sắc đánh bại Panama 3-2 ở lượt trận thứ 2 bảng D, qua đó mở ra cơ hội đi tiếp ở FIFA Futsal World Cup 2021. Ảnh VFF. Giải đấu năm nay được dự kiến tổ chức tại ba nhà thi đấu ở Litva gồm Siemens Arena thành phố Vilnius, Žalgiris Arena thành phố Kaunas và Servicery Arena thành phố Klaipėda. Đây là lần thứ hai trong lịch sử đội tuyển Futsal Việt Nam tranh tài tại World Cup Futsal. Ở lần đầu tiên tham dự tại kỳ World Cup Futsal Colombia 2016, tuyển Futsal Việt Nam đã lập kỳ tích khi lọt vào tới vòng 1/8. 6 bảng đấu của World Cup Futsal 2021. World Cup Futsal 2021 có sự góp mặt của 24 đội tuyển chia làm 6 bảng. Các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm để chọn ra 12 đội nhất, nhì bảng và 4 đội hạng 3 có thành tích tốt nhất tham dự vòng knockout 1/8. Lịch thi đấu World Cup Futsal 2021. 13 tháng 9 năm 2021, 16:10. Lịch thi đấu World Cup Futsal 2021, Vietnamnet cập nhật lịch thi đấu giải FIFA Futsal World Cup diễn ra từ ngày 12 tháng 9 đến 3 tháng 10 theo giờ Việt Nam. Điều kiện để The Tee Việt Nam đi tiếp ở Futsal World Cup 2021 thắng nghẹt thở Panama, The Tee Futsal Việt Nam thắp lên cơ hội đi tiếp highlight Futsal Việt Nam 3-2 Panama chiến thắng đau tim. Lịch thi đấu Futsal World Cup 2021. Sau 20:12:09, Nga 9-0 Ai Cập bảng B, VTV 6. Sau 22:12:09, Kazakhstan 6-1 Costa Rica A, VTV 6. Sau 22:12:09, Uzbekistan 4-5 Guatemala B, VTV 5. Sau 00:13:09, Litva 1-2 Venezuela A, VTV 6. Sau 22 giờ,
13/9, Panama 15 CSD, VTV 5. Sau 22 giờ, 13/9, Mazok 6, 1 Solomon C, VTV TNB. Sau 0 giờ, 14/9, Việt Nam 19 Brazil D, xem video. Sau 0 giờ, 14/9, Thái Lan 14 Bồ Đào Nha C, VTV 5. Sau 22 giờ, 14/9, Serbia 2, 4 Iran F, VTV 5. Sau 22 giờ, 14/9, Paraguay 0, 4 Tây Ban Nha E, VTV 6. Sau 0 giờ, 15/9, Angola 48 Nhật Bản E, VTV 5. Sau 0 giờ, 15/9, Argentina 11 đến 0 Mỹ F, VTV 6. Sau 22 giờ, 15/9, Costa Rica 0, 1 Venezuela A, VTV 6. Sau 22 giờ, 15/9, Ai Cập 6, 3 Guatemala B, VTV 5. Sau 0 giờ, 16/9, Litva 0, 3 Kazakhstan A, VTV 5. Sau 0 giờ, 16/9, Uzbekistan 2, 4 Nga B, VTV 6. Sau 22 giờ, 16/9, Solomon 0, 7 Bồ Đào Nha C, VTV 5. Sau 22 giờ, 16/9, Panama 2, 3 Việt Nam D, xem video. Sau 0 giờ, 17/9, Brazil 4, 0 CSD, VTV 6. Sau 0 giờ, 17/9, Thái Lan 1, 1 Maroc C, VTV 5. Sau 22 giờ, 17/9, Iran 4, 2 Mỹ F, VTV 5. Sau 22 giờ, 17/9, Tây Ban Nha 4, 2 Nhật Bản E, VTV 6. Sau 0 giờ, 18/9, Angola 1, 4 Paraguay E, VTV 5. Sau 0 giờ, 18/9, Argentina 4, 2 Serbia F, VTV 6. Sau 22 giờ, 18/9, Guatemala 1, 4 Nga B, VTV 6. Sau 22 giờ, 18/9, Ai Cập 1, 2 Uzbekistan B, VTV 5. Sau 0 giờ, 19/9, Venezuela vs Kazakhstan A, VTV 5. Sau 0 giờ, 19/9, Costa Rica vs Litva A, VTV 6. Sau 20 giờ, 19/9, Brazil vs Panama D, VTV 5. Sau 20 giờ, 19/9, CSS vs Việt Nam D, VTV 6. Sau 22 giờ, 19/9, Solomon vs Thái Lan C, VTV 5. Sau 22 giờ, 19/9, Bồ Đào Nha vs Maroc C, VTV 6. Sau 22 giờ, 20/9, Nhật Bản vs Paraguay E, VTV 6. Sau 22 giờ, 20/9, Tây Ban Nha vs Angola E, VTV 5. Sau 0 giờ, 21/9, Mỹ vs Serbia F, VTV 6. Sau 0 giờ, 21/9, Iran vs Argentina F, VTV 5. Lịch thi đấu Futsal World Cup 2021 vòng 1/8. Sau 21:30, 22/9, Nga vs hạng 3A, C, D, 1, VTV 6. Sau 0 giờ, 23/9, Nhì A vs Nhì C, 2, VTV 6. Sau 21:30, 23/9, Nhất A vs hạng 3 C, D, E, 3, VTV 6. Sau 21:30, 23/9, Nhất F vs Nhì E, 4, VTV 5. Sau 0 giờ, 24/9, Nhất D vs hạng 3 B, E, F, 5, VTV 6. Sau 21:30, 24/9, Uzbekistan vs Nhì F, 6, VTV 6. Sau 0 giờ, 25/9, Nhất C vs hạng 3 A, B, F, 7, VTV 6. Sau 0 giờ, 25/9, Nhất E vs Nhì D8, VTV 5. Lịch thi đấu Futsal World Cup 2021 vòng tứ kết. Sau 20 giờ, 26/9, thắng trận 2 vs thắng trận 3, 1 Taka Bangladesh VTV 6, VTV 5. Sau 22 giờ 30, 26/9, thắng trận 1 vs thắng trận 4, 2 Taka Bangladesh VTV 6, VTV 5. Sau 21 giờ 30, 27/9, thắng trận 7 vs thắng trận 6, 3 Taka Bangladesh VTV 6, VTV 5. Lịch thi đấu Futsal World Cup 2021 vòng bán kết. Sau 0 giờ, 30/9, thắng 1 Taka Bangladesh vs thắng 2 Taka Bangladesh, BK 1 VTV 6, VTV 5. Sau 0 giờ, 1/10, thắng 3 Taka Bangladesh vs thắng 4 Taka Bangladesh, BK 2 VTV 6, VTV 5. Lịch thi đấu Futsal World Cup 2021 tranh hạng 3. Sau 22 giờ, 3/10, thua BK 1 vs thua BK 2, VTV 6, VTV 5. Lịch thi đấu Futsal World Cup 2021 trận chung kết. Sau 0 giờ, 4/10, thắng BK 1 vs thắng BK 2, VTV 6, VTV 5.
FIFA Futsal World Cup 2021 sẽ diễn ra từ ngày 12 tháng 9 năm 2021 3 tháng 10 năm 2021 tại Litva. Đây là kỳ Futsal World Cup lần thứ 9 trong lịch sử và là lần thứ 21 kỳ Futsal World Cup được tổ chức tại châu Âu sau Tây Ban Nha 1996. Giải đấu năm nay được dự kiến tổ chức tại 3 nhà thi đấu ở Litva gồm Siemens Arena thành phố Vilnius, Žalgiris Arena thành phố Kaunas và Servicerai Arena thành phố Klaipėda. 24 đội tuyển trong đó có DT Việt Nam chia làm 6 bảng. Các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm để chọn ra 12 đội nhất, nhì bảng và 4 đội hạng 3 có thành tích tốt nhất tham dự vòng knockout 1/8. Giải đấu năm nay được dự kiến tổ chức tại 3 nhà thi đấu ở Litva gồm Siemens Arena thành phố Vilnius, Žalgiris Arena thành phố Kaunas và Servicerai Arena thành phố Klaipėda. 24 đội tuyển trong đó có DT Việt Nam chia làm 6 bảng. Các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm để chọn ra 12 đội nhất, nhì bảng và 4 đội hạng 3 có thành tích tốt nhất tham dự vòng knockout 1/8. Toàn bộ 52 trận đấu của FIFA Futsal World Cup Lithuania 2021 được VTV tường thuật trực tiếp trên các kênh VTV5 và VTV6 cũng như ứng dụng VTV Go. Để phục vụ quý độc giả, Vietnamnet sẽ tường thuật trực tiếp tất cả các trận đấu có sự góp mặt của DT Futsal Việt Nam tại FIFA Futsal World Cup Lithuania 2021. Danh sách 24 đội dự FIFA Futsal World Cup 2021. Châu Á, Iran, Uzbekistan, Nhật Bản, Thái Lan, Việt Nam. Châu Âu, Lithuania, chủ nhà Kazakhstan, Bồ Đào Nha, Nga, Tây Ban Nha, Cộng hòa Séc, Serbia. Châu Phi, Angola, Ai Cập, Morocco. Bắc Mỹ, Costa Rica, Guatemala, Panama, Mỹ. Nam Mỹ, Argentina, Brazil, Paraguay, Venezuela. Châu Đại Dương, Solomon. Tuyển Việt Nam thiệt quân trước trận quyết đấu ở vòng bảng World Cup Futsal 2021. 9:07-17 tháng 9 năm 2021 bóng đá Việt Nam. Đội tuyển Việt Nam thiệt quân ở trận đấu cuối cùng vòng bảng World Cup Futsal 2021. Trong trận thắng Panama 3-2, đội tuyển Việt Nam có hai cầu thủ nhận thẻ vàng là Trần Văn Vũ và Vũ Đức Tùng. Ở trận thua Brazil 1-9 trước đó, Trần Văn Vũ cũng là cầu thủ đầu tiên của đội tuyển Việt Nam bị phạt thẻ vàng. Đội trưởng của đội tuyển Việt Nam đã nhận đủ hai thẻ phạt ở vòng bảng World Cup Futsal 2021. Theo điều lệ giải, đội trưởng của đội tuyển Việt Nam bị treo giò ở trận tiếp theo. Đây là tổn thất đáng kể của đội tuyển Việt Nam trước cuộc đối đầu với Cộng hòa Séc, trận đấu mang tính quyết định tấm vé đi tiếp. Trần Văn Vũ bị treo giò. Dù vậy, huấn luyện viên Phạm Minh Giang vẫn có đủ 14 cầu thủ để đăng ký thi đấu. Lý do là tại World Cup Futsal 2021, mỗi đội tuyển có 16 cầu thủ, được phép sử dụng 14 người trong mỗi trận đấu. Ở trận thắng Panama, hai cầu thủ không được huấn luyện viên Phạm Minh Giang đăng ký là Nguyễn Anh Quý và thủ môn Mai Xuân Hiệp. Chiến thắng trước Panama giúp đội tuyển Việt Nam có 3 điểm đầu tiên tại World Cup Futsal 2021. Thầy trò huấn luyện viên Phạm Minh Giang tạm đứng thứ 3 tại bảng D, bằng điểm với Cộng hòa Séc nhưng kém chỉ số phụ. Đội tuyển Việt Nam vẫn còn cơ hội đi tiếp, nhưng cánh cửa qua vòng bảng hẹp hơn nhiều so với giải đấu năm 2016. Do bất lợi lớn trong hiệu số bàn thắng bàn thua, Nguyễn Minh Chí và đồng đội phải giành ít nhất 1 điểm trước Cộng hòa Séc. Trong trường hợp thất bại, đội tuyển Việt Nam phải hy vọng tình hình thuận lợi từ các bảng còn lại. Hai nữ trọng tài bắt chính trận tuyển Futsal Việt Nam đấu CS Séc tại World Cup 2021. 18 tháng 9 năm 2021. Tuyển Futsal Việt Nam sẽ có trận đấu cuối cùng tại bảng D vào 20 giờ tối 19 tháng 9 theo giờ Việt Nam. Cả hai trọng tài bắt chính trong trận đấu này đều là nữ. Tuyển Việt Nam rèn thể lực dưới trời nắng, truyền thông Thái Lan đưa tin 99% AFF Cup 2020 sẽ diễn ra tại Singapore. Tổ trọng tài bắt chính trận đấu cuối cùng của Việt Nam tại bảng D vòng chung kết Futsal World Cup 2021 gồm trọng tài chính là Maria Estefania Pinto người Argentina. Trọng tài thứ hai là nữ trọng tài Valeria Palma đến từ Chile. Trọng tài thứ ba là trọng tài người Costa Rica ông Ronnie Castro Zumbado. Trọng tài thời gian ông Henry Gutierrez người Bolivia Republic. Trợ lý trọng tài Christian Espindola người Chile. Hai nữ trọng tài bắt chính trận đấu giữa DT Futsal Việt Nam và CS Séc tối ngày 19 tháng 9, ảnh, FIFA. Hai trọng tài bắt chính trên sân trận đấu lần này đều là nữ. Cả hai đã bắt chính trận đấu giữa đội bóng số 1 thế giới là Tây Ban Nha và Nhật Bản vào ngày 17 tháng 9. Cuộc so tài này kết thúc với tỷ số 4-2 nghiêng về Tây Ban Nha. Đây cũng là lần thứ 2 trong mùa giải hai nữ trọng tài này cùng bắt chính trong một trận đấu tại kỳ Futsal World Cup 2021. Trận đấu giữa Việt Nam và CS Séc sẽ được diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 19 tháng 9. Bước vào trận đấu này Việt Nam cần ít nhất một trận hòa để chắc suất đi tiếp vào vòng 16 đội tại vòng chung kết Futsal World Cup 2021. Cầu thủ sinh năm 1998 tung cú sút mang về 500 triệu cho tuyển Futsal Việt Nam,
và mở ra cơ hội tiến xa tại World Cup 2021. Đội tuyển Futsal Việt Nam đã giành chiến thắng đầu tiên với tỷ số 3-2 tại vòng chung kết Futsal World Cup.